À, thưa cô bác, thưa bà con, tổng đài 19006145 của chúng tôi thì vừa tiếp nhận được một câu hỏi của khán giả Trịnh Văn Địa đến từ Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có số điện thoại là 0358, ba số cuối là 568. Anh Trịnh Văn Địa đã hỏi như sau: cho tôi xin hỏi là nhà tôi nuôi lợn nái, nhưng mà gần đến ngày đẻ thì nó lại bị đi phân táo. Sau khi lợn đẻ thì nó rất lười ăn, đo thân nhiệt thì tôi thấy lên tới 40 độ C. Tôi xin hỏi là nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này bây giờ như thế nào? Và tôi xin hỏi đây có phải là những triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi hay không? Và nếu như lợn mắc bệnh thì bao nhiêu lâu sau nó sẽ chết? Xin mời chuyên gia Nguyễn Liên Hương. Vâng, kính thưa khán giả, kính thưa bà con, cái hiện tượng mà lợn nái của khán giả mà sau khi sinh con nó lại sốt cao 40 độ C thì cái hiện tượng sốt cao này cũng có thể nó trùng lặp với cái tình hình dịch tễ ở hiện nay là đang có dịch tả lợn châu Phi, cho nên khán giả cũng đang rất là lo lắng. Thế nhưng mà trước hết là cũng kiểm tra lại là cái quá trình nó sinh con nó có sót nhau không, nó có bị viêm nhiễm không. Nếu mà nó viêm nhiễm, nó chảy cái dịch rỉ viêm từ đường sinh dục thì có thể đấy là viêm do nhiễm trùng đấy, chứ không phải là viêm do dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên là có trước khi sinh thì nó cũng có táo bón và hiện nay nó lại sốt 40 độ thì đúng là cũng rất là lo lắng, bởi vì đây cũng là những cái biểu hiện triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy cho nên là với con lợn này thì khán giả đầu tiên hãy cách ly ngay với môi trường bên ngoài và tiêm hạ sốt. Đấy. Tiêm hạ sốt cho nó, bởi vì sốt 40 độ là chúng ta cần thiết là phải hạ sốt. Sau đó, thì kiểm tra lại xem nếu mà như tôi nói đấy, có viêm đường sinh dục thì chúng ta phải điều trị bằng kháng sinh để chống viêm. Còn nếu không viêm đường sinh dục thì chúng ta hạ sốt và chúng ta cũng chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng sức đề kháng cho lợn. Còn nếu mà không may mà nó bị dịch tả lợn châu Phi thì sau khi có những cái biểu hiện triệu chứng như vậy thì chắc chỉ 2-3 ngày là nó yếu dần và nó chết. Đấy thì cũng tùy theo cái độc lực của cái virus gây bệnh. Nó mà cuối ổ dịch thì cái độc lực của virus nó giảm thì cái thời gian nó diễn biến bệnh nó kéo dài hơn. Chứ còn đầu ổ dịch thì thường nó sẽ ngắn hơn. Thậm chí có những con mà chưa có biểu hiện triệu chứng sốt cao đã chết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng phải chú ý là cái thời gian chết của lợn mắc bệnh nó cũng phụ thuộc nhiều vào cái độc lực của cái virus gây bệnh. Thế nhưng mà dịch tả lợn châu Phi là bệnh hết sức nguy hiểm, cho nên là chúng ta hãy cách ly triệt để và cũng hạn chế tối đa phát tán các cái chất thải đấy. Chúng ta phải cách ly đồng thời phải thu gom các cái chất thải đấy để xử lý theo đúng quy định, để không phát tán sẽ gây lây lan dịch bệnh nếu có. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thì tôi nghĩ rằng là anh Trịnh Văn Địa đã nghe được lời tư vấn chuyên gia chúng tôi thông qua cái chương trình truyền hình này, thì anh thực hiện theo lời khuyên khuyến cáo của chuyên gia.